Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất từ quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn có một ngày làm việc suôn sẻ và hanh thông. Quý anh chị và các bạn thân mến, như quý anh chị và các bạn cũng đã biết, kênh Tâm Linh 365 là kênh chuyên đăng tải về nội dung tử vi của 12 con giáp. Trong đó có tử vi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Ngoài ra còn có nội dung về phong thủy, tướng số và tâm linh. Như hiện nay cũng đã có rất nhiều video nhận được sự quan tâm đông đảo từ quý khán thính giả. Và ở video này, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề điều 12 con giáp cần chú ý trong giao tiếp giúp sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi để có thể chủ động hơn trong công việc và cuộc sống của mình. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Quý anh chị và các bạn thân mến, muốn thăng tiến trong sự nghiệp, bên cạnh việc phát huy điểm mạnh của bản thân, ta còn cần xây dựng những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Vậy bạn có biết điều 12 con giáp cần chú ý trong giao tiếp là gì hay không? Thì mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi video. Đối với người tuổi Tý rất thận trọng, kể cả trong công việc lẫn trong quá trình giao tiếp với người khác, cứ như thể sợ mình sẽ vô tình đắc tội với người khác vậy. Thực ra, khi trò chuyện với những người lần đầu tiên gặp mặt, họ sẽ cảm thấy khá căng thẳng, thậm chí vì thế mà không thể hiện hoặc phát huy được điểm mạnh của mình. Nếu có thể thả lỏng bản thân, tự tin hơn vào khả năng của mình, thì chắc chắn họ sẽ xây dựng được mối quan hệ rất tốt đẹp với mọi người. Lời khuyên dành cho người tuổi Tý, bạn hãy dũng cảm bước ra khỏi thế giới của bản thân, chủ động tiếp xúc với con người mới và sự vật mới nhiều hơn, bạn sẽ đạt được những thành tựu mà mình chưa từng nghĩ đến. Bạn chẳng thua kém bất cứ người nào, vì vậy bạn không cần thiết phải nhún nhường quá mức. Con giáp tiếp theo đó là người tuổi Sửu. Người tuổi Sửu vốn rất tốt bụng và chân thành. Hơn nữa, họ luôn chăm chỉ làm việc hơn đa số mọi người. Họ không phải là người giỏi ăn nói, thường ở vào thế bị động trong các mối quan hệ xã giao, lúc nào cũng khá nhún nhường, thậm chí không biết cách ăn nói khi tiếp xúc với người lạ. Điều này khiến họ khó có thể gây ấn tượng tốt với mọi người. Ngoài ra, vì tính cách cẩn thận của mình, họ dễ nghi ngờ mọi lời người khác nói, thậm chí vì thế để lỡ nhiều cơ hội kết bạn với những người bạn tốt. Lời khuyên dành cho người tuổi Sửu, muốn phát triển khả năng xã giao, việc đầu tiên bạn cần làm là học cách trò chuyện với mọi người, bắt đầu từ những chủ đề thật đơn giản. Hãy cởi mở hơn với mọi người, nếu muốn làm hay muốn nói điều gì, hãy dũng cảm thực hiện. Có như vậy thì bạn mới gặt hái được thành công. Tiếp theo đó là người tuổi Dần. Người tuổi Dần vốn có tính cách rất mạnh mẽ và quyết đoán. Trong quá trình giao tiếp với mọi người, họ thường biểu hiện sự hào sảng, hào phóng của mình, vì vậy mà nhận được sự đánh giá cao của nhiều người, đồng thời xây dựng được những mối quan hệ khá tốt đẹp. Thế nhưng có nhiều lúc, vì thích lãnh đạo nên họ thường hay sử dụng giọng điệu như thế, muốn ra lệnh hoặc yêu cầu người khác. Bạn có thể tham khảo thêm cách giảm khẩu nghiệp cho 12 con giáp trong năm 2020. Mới đầu, người khác có thể không bận tâm, nhưng lâu dần, nhiều người sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Vì nếu không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, thì không ai muốn mình phải giam giáp nghe theo lời của người khác. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến các mối quan hệ của tuổi Dần, khiến cho họ trở thành người có năng lực nhưng lại thiếu điều kiện để làm nên việc lớn. Lời khuyên dành cho người tuổi Dần, chỉ cần bạn học cách thỏa hiệp đúng lúc trong công việc và trong cuộc sống thì bạn sẽ dễ dàng thu phục được lòng người hơn nữa. Tiếp theo đó là người tuổi Mão. Người tuổi Mão là một người rất dễ gần, họ có thể khiến cho người khác cảm thấy thân thiện ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Thế nhưng, bởi tính cách nhạy cảm quá mức nên làm việc gì họ cũng dễ bị hạn chế. Họ là người biết đối nhân xử thế, biết việc mình làm là đúng hay sai. Để có cách thức sửa chữa đúng lúc,
Họ không nói lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng người khác một cách trực tiếp, mà thông qua các hành động thực tế để tỏ ra lập trường của mình. Vì vậy mà họ cũng xây dựng được các mối quan hệ tương đối bền vững. Lời khuyên dành cho người tuổi Mão: trong cuộc sống, bạn không thể không đề phòng kẻ tiểu nhân. Vì vậy bạn vẫn cần thận trọng khi lựa chọn đối tượng kết giao. Không phải ai cũng xứng đáng để bạn đối xử hết lòng. Đồng thời hãy xem thêm cách đối phó với những kẻ tiểu nhân để có thể chủ động hơn trong công việc và cuộc sống của mình. Tiếp theo đó là người tuổi Thìn. Người tuổi Thìn rất thông minh và có tầm nhìn xa trông rộng. Thêm vào đó, họ là người rất quyết đoán. Một khi đã định làm việc gì thì bắt tay vào thực hiện ngay. Sự xuất sắc trời sinh khiến cho họ nảy sinh cảm giác kiêu ngạo, và chính sự kiêu ngạo ấy sẽ gây cản trở họ trong quá trình xã giao. Họ thường đặt mình ở vị trí cao hơn người khác. Khi trò chuyện, họ cũng thích đề cao quan điểm của bản thân, không thích nghe theo lời của người khác. Lâu dần, người ta sẽ cảm thấy khó chịu và bất mãn với cách cư xử của họ. Vậy điều 12 con giáp cần chú ý trong giao tiếp là gì? Với người tuổi Thìn, bạn cần thay đổi mặt tính cách này của mình để trở thành một người khiêm tốn hơn. Lời khuyên dành cho người tuổi Thìn: đừng quá coi trọng danh lợi hoặc địa vị, biết hạ mình khiêm tốn sẽ nhận được sự tôn trọng nhiều hơn từ phía mọi người. Con giáp tiếp theo đó là người tuổi Tỵ. Bẩm sinh, người tuổi Tỵ đã có khả năng quan sát rất tinh tế với mọi sự vật hay sự việc trong cuộc sống. Chỉ cần thoáng nhìn hoặc tìm hiểu là họ có thể nhìn thấu được bản chất. Hơn nữa, con giáp này là người có suy nghĩ tinh tế, có tầm nhìn xa trông rộng, chẳng bao giờ so đo lợi ích trước mắt. Trong các mối quan hệ bạn bè hoặc xã giao, họ là người có cách cư xử khéo léo, chẳng bao giờ làm mất lòng ai, thậm chí còn có khả năng kêu gọi hoặc lãnh đạo người khác làm theo ý mình. Tuy nhiên, người tuổi này không lấy đó làm kiêu ngạo mà luôn khiêm tốn, sẵn sàng giúp đỡ hoặc học hỏi người khác. Chính vì vậy mà họ là người tài lãnh đạo nhất trong số 12 con giáp. Lời khuyên dành cho người tuổi Tỵ: chẳng có việc gì là tuyệt đối, có đôi khi bạn không nhất thiết phải cố gắng đến 10 phân vẹn 10. Tiếp theo đó là người tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ là một người có năng lực xã giao cực tốt bởi họ có tính cách sáng sủa và nhiệt tình, rất thích kết giao bạn bè, nhờ thế mà xung quanh họ chẳng bao giờ thiếu người tiếp cận. Thêm vào đó, họ còn vô cùng phóng khoáng, chẳng bao giờ toan tính điều gì nên ai cũng sẽ cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm khi ở bên. Con giáp này có những suy nghĩ rất tích cực dù là trong cuộc sống hay trong công việc, cộng với cái tính hiếu thắng, không chịu thua kém ai nên làm việc gì họ cũng vô cùng cố gắng. Những mặt tính cách này khiến cho họ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, có nhiều cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân sẽ giúp cho họ vượt qua được những cửa ải khó khăn, khiến sự nghiệp phát triển thuận lợi hơn. Lời khuyên dành cho người tuổi Ngọ: hãy rèn luyện kỹ năng nhìn xa trông rộng, đừng mải miết chạy theo xu hướng hoặc ganh đua với người khác, bạn cũng có những điểm mạnh của riêng mình. Con giáp tiếp theo đó là người tuổi Mùi. Người tuổi Mùi vốn rất thận trọng, luôn muốn bảo vệ mình tránh khỏi ác ý của người khác. Đồng thời nếu có ai đắc tội với họ thì họ chắc chắn sẽ tìm ra cách để ăn miếng trả miếng. Song con giáp này vẫn có khả năng xã giao khá tốt, bởi bề ngoài họ là người cư xử rất nhẹ nhàng, khiến những tiếp xúc với họ lần đầu tiên cảm thấy rất thoải mái. Có điều sau khi quen biết lâu, người ta sẽ cảm thấy họ là người có tâm cơ, không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Thậm chí là con giáp đọc được suy nghĩ của người khác. Thực chất họ chỉ nhạy cảm hơn bình thường nên có thói quen che giấu con người và những suy nghĩ thật sự của mình. Lời khuyên dành cho người tuổi Mùi: hãy suy nghĩ thoáng ra, đừng so đo tính toán những chuyện nhỏ nhặt. Có như vậy, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn và xây dựng được những mối quan hệ xã giao lành mạnh hơn. Tiếp theo đó là người tuổi Thân. Điều 12 con giáp cần chú ý trong giao tiếp là gì? Người tuổi Thân vốn rất vui vẻ và hài hước, vậy nên xung quanh họ chẳng bao giờ thiếu bạn bè. Thêm vào tính cách cởi mở, hoạt bát khiến họ có thể dễ dàng tiếp xúc với mọi người. Cho dù là người lần đầu tiên gặp gỡ, họ cũng có thể nói chuyện một cách rất thoải mái và thân thiện, chẳng hề có chút cảm giác xa cách nào. Tuy nhiên, họ lại là một người nóng nảy và bộc chộp, một khi có ý kiến gì thì nhất định
phải là người đầu tiên bày tỏ. Hơn thế, họ lại không thường chú ý đến hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình, chỉ biết nói xong là xong. Điều này thường cho khiến họ rơi vào tình cảm người nói vô tình, người nghe hữu ý. Lời khuyên dành cho người tuổi Thân: hãy quan sát hoàn cảnh xung quanh nhiều hơn nữa. Trong những công việc trọng đại, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, tránh để rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Tiếp theo đó là người tuổi Dậu. Người tuổi Dậu có khả năng xử sự khá tốt, đa phần là nhờ họ có đầu óc thông minh nhạy bén, giỏi về bày mưu tính kế. Hơn nữa, lại có khả năng ăn nói hơn người. Như vậy, giao tiếp vốn không phải là việc gì quá khó khăn với họ. Con giáp giỏi xã giao này luôn hiểu rõ trong trường hợp nào thì mình phải cư xử ra sao, vì đó mà tạo được ấn tượng tốt đẹp cho mọi người. Lời khuyên cho tuổi Dậu: đôi khi khả năng ăn nói quá khéo léo lại khiến người khác cảm thấy bạn là người giả tạo, không đáng tin, thậm chí khiến kẻ tiểu nhân chú ý. Vì vậy, không phải lúc nào bạn cũng nên thể hiện tất cả điểm mạnh ra cho mọi người được biết. Tiếp theo đó là người tuổi Tuất. Người tuổi Tuất xây dựng được các mối quan hệ xã giao khá tốt. Một mặt là vì họ thích kết giao bạn bè, vậy nên một khi gặp được ai xứng đáng làm bạn, họ sẽ là người chủ động tiến tới trò chuyện, giao lưu, giữ mối quan hệ. Mặt khác, họ là người trọng tình trọng nghĩa, luôn biết cách quý trọng bạn bè của mình. Một khi có ai đó gặp vấn đề khó khăn, họ luôn sẵn sàng xả thân giúp đỡ, dù có nguy nan đến đâu đi chăng nữa. Song điểm yếu của con giáp này là quá nóng nảy, thiếu tính hài hước nên đôi khi nghiêm trọng hóa mọi việc. Lời khuyên dành cho người tuổi Tuất: gặp phải vấn đề gì cũng hãy giữ bình tĩnh, tránh hành động nóng nảy, bởi sự nóng nảy nhiều khi là nguyên nhân chính khiến cho mọi việc thêm phần khó giải quyết. Con giáp cuối cùng đó là người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi thường tạo cho người ta cảm giác họ là người rất chân thành, hơn nữa không phải là hạng người khôn khéo, thích lợi dụng người khác để kiếm lợi cho mình. Vì thế mà con giáp này thường kết bạn với những người chân thành, hiếm có đối thủ hoặc tiểu nhân tiếp cận. Trên thực tế, họ là một người thông minh, biết khi nào thì mình nên chín bỏ làm 10, khi nào thì mình nên tính toán rạch ròi, khi nào thì mình cần đứng lên bảo vệ quyền lợi của bản thân, khi nào thì cần nhường nhịn người khác. Lời khuyên dành cho người tuổi Hợi: hãy chú ý hơn trong lĩnh vực chi tiêu, thận trọng khi giao tiếp với các đối tượng làm ăn, nếu không sẽ dễ phải chịu thiệt thòi. Chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về cách đối phó với kẻ tiểu nhân hiệu quả ngay tức thì. Đối với những người tuổi Tý, người tuổi Tý vốn thông minh hoạt bát, thích giúp đỡ mọi người, vì thế họ thường có những mối nhân duyên khá tốt. Nhưng đôi khi, ưu điểm ấy cũng gây ra rắc rối cho con giáp này, bởi sự may mắn của họ sẽ khiến kẻ tiểu nhân chướng mắt, đố kỵ, vì thế sẽ âm thầm gây rắc rối. Nếu con giáp này muốn tìm cách tránh xa những kẻ tiểu nhân này, thì tốt nhất bạn hãy cởi mở và rộng lượng hơn, đừng so đo tính toán với những người như vậy. Ngược lại, hãy bao dung cho họ để họ cảm thấy hổ thẹn và chủ động rời đi. Đối với những người tuổi Sửu, người tuổi Sửu nổi tiếng là tính chín chắn, thật thà nhưng cũng không kém phần bướng bỉnh, thậm chí là cố chấp. Làm việc gì bạn sẽ cố hết sức mình, cho dù thấy khó khăn trước mắt cũng không bỏ cuộc. Khi gặp chuyện bất bình, bạn cũng không ngại là người đứng ra tranh luận. Nhưng cũng vì quá thẳng thắn mà bạn dễ đắc tội với tiểu nhân, khiến người ta thấy ác cảm với mình. Nếu muốn tránh xa khỏi loại người này, bạn nên thay đổi những tính cách không tốt của mình trước tiên. Bản mệnh nên học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh, xử lý mọi chuyện một cách linh hoạt hơn, không nên giữ thái độ cứng nhắc, nóng nảy như bây giờ. Đối với những người tuổi Dần xét về mặt tích cực, tính cách năng nổ, sẽ rất dễ ghi điểm với người làm lãnh đạo. Thế nhưng, xét về mặt tiêu cực, bạn sẽ khiến những kẻ tiểu nhân cảm thấy chướng mắt vì quá nổi bật nên kẻ tiểu nhân sẽ dễ chọn bạn là mục tiêu hãm hại. Muốn tránh xa những rắc rối không cần thiết, bản mệnh cần phải khiêm tốn hơn một chút, không nên thể hiện, thậm chí khoe mẽ bản thân mọi lúc mọi nơi. Nhiều khi người ta sẽ thấy khâm phục bạn hơn vì những cố gắng và đóng góp âm thầm. Đối với những người tuổi Mão có tính cách dịu dàng và điềm đạm, thường thì bạn sẽ không hay gặp phải những kẻ tiểu nhân. Thế nhưng, làm gì có ai vừa lòng được tất cả mọi người. Nếu không may, bạn có thể gặp phải những kẻ đố kỵ với năng lực của mình, vì thế âm thầm hãm hại bạn sau lưng.
Cách đối phó với kẻ tiểu nhân hợp lý nhất là người tuổi này cần phải giữ vững thái độ xử sự của mình. Thời gian sẽ chứng minh cho mọi người xung quanh thấy bạn thực sự là ai. Nếu bạn nóng nảy, chống đối kẻ tiểu nhân thì mọi người sẽ lại càng hiểu lầm bạn nhiều hơn nữa. Đối với những người tuổi Thìn, tuổi Thìn là những người thông minh, tài trí, có năng lực, làm việc hơn nhiều người khác, thế nhưng đôi khi bạn lại trở nên kiêu ngạo, thậm chí coi thường mọi người. Điều bạn cần làm bây giờ là không ngừng rèn luyện bản thân, cố gắng đạt những thành tích tốt nhất trong công việc, tự tin và làm mọi việc thật gọn gàng, khiến kẻ tiểu nhân có muốn bày mưu tính kế thế nào cũng vô dụng. Con giáp này tài năng sẽ biến khó khăn thành cơ hội khẳng định chính mình. Nhiều lần thất bại chắc chắn sẽ khiến những kẻ xấu xa cảm thấy chán nản, nhụt chí, từ đó lựa chọn tránh xa bạn. Đối với người tuổi Tỵ, tử vi 12 con giáp cho biết người tuổi Tỵ đa mưu túc trí. Trên thực tế, họ rất ít khi bị kẻ tiểu nhân giở trò sau lưng. Ngược lại, khi phát hiện ra một đối tượng khả nghi nào đó, họ sẽ âm thầm theo dõi, thậm chí là nghĩ ra biện pháp để gậy ông đập lưng ông. Hẳn sau khi biết được sự thật, kẻ tiểu nhân sẽ chẳng bao giờ dám bén mảng tới gần họ, bởi có cố gắng thế nào thì kết quả phải nhận lại cũng là thua cuộc. Đối với những người tuổi Ngọ, người tuổi Ngọ có tính cách lạc quan hướng ngoại, vì thế họ thường xây dựng được những mối quan hệ rộng, nhân duyên cũng rất tốt. Một khi gặp phải kẻ tiểu nhân, con giáp này thường không giữ thái độ bi quan hay hằn học, khó chịu mà vẫn tỏ vẻ lạc quan, hóa giải mọi chuyện thị phi hiểu lầm. Thái độ bao dung của họ sẽ rất dễ được mọi người khâm phục, thậm chí có thể khiến kẻ tiểu nhân phân biệt rõ đúng sai. Những kẻ đó không chỉ chủ động rời xa con giáp này mà thậm chí còn quyết định trở thành bạn bè của người tuổi Ngọ, trợ giúp họ mỗi khi gặp khó khăn. Đối với những người tuổi Mùi, người tuổi Mùi cũng có tính cách rất kiên cường, cứng cỏi. Một khi đã bắt tay vào công việc thì sẽ trở nên vô cùng nghiêm túc, tập trung. Đây chính là lý do khiến cho họ thường hoàn thành công việc một cách rất xuất sắc, nhận được sự công nhận của cấp trên và đồng nghiệp. Những kẻ tiểu nhân cũng cảm thấy ngứa mắt vì chính nguyên nhân này. Cách đối phó với kẻ tiểu nhân thích hợp với tuổi này, bạn hãy càng cố gắng hơn nữa trong công việc. Nếu bạn không tạo ra bất cứ sai sót nào, thì dù kẻ xấu có giỏi bới móc đến mấy, cũng đừng hòng có thể làm hại bạn. Đối với người tuổi Thân thông minh, cơ trí, thường sẽ không để kẻ tiểu nhân thực hiện được ý đồ. Nhờ có khả năng quan sát nhạy bén mà họ sẽ nhanh chóng nhận ra người nào thực lòng thực dạ với mình và kẻ nào tiết kiệm mình với mục tiêu không trong sáng. Gặp nhiều khó khăn như vậy, chắc hẳn những kẻ có ý đồ hãm hại họ sẽ biết khó khăn mà chủ động lùi bước, không tiếp tục ngáng đường người tuổi này nữa. Đối với người tuổi Dậu có tính tình hào sảng, thích kết bạn với nhiều người. Thế nhưng họ lại thiếu khả năng phân biệt ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Vì thế họ rất hay kết bạn lầm với kẻ tiểu nhân. Cho dù bị những kẻ tiểu nhân này hãm hại sau lưng cũng chưa chắc đã nhận ra. Vì thế cách đối phó với kẻ tiểu nhân tốt nhất, con giáp này hãy nâng cao khả năng nhìn nhận của bản thân. Không phải bạn cứ chan hòa, nhiệt tình là sẽ nhận lại được tình cảm tương tự của mọi người. Nếu phát hiện ra bạn bè xung quanh mình có những biểu hiện không tốt thì cần xem xét và tránh xa ngay nếu cần thiết. Người tuổi Tuất nhiệt tình và thật thà nên cũng thường là đối tượng bị kẻ tiểu nhân hướng tới. Tuy nhiên, dường như con giáp này không mấy khi tỏ ra giận dữ trước những lời thị phi bịa đặt không hay về mình. Bạn tin rằng rồi thời gian sẽ chứng minh được ai đúng ai sai, không việc gì phải nóng vội, minh oan cho bản thân. Chính thái độ điềm đạm này cũng là nguyên nhân khiến những kẻ tiểu nhân dần mất đi hứng thú với bạn, chuyển sang tìm kiếm những đối tượng khác phù hợp hơn. Còn đối với những người tuổi Hợi, thường tuân theo quan điểm dĩ hòa vi quý, không chủ động mâu thuẫn hay xích mích với ai bao giờ. Có những khi rõ ràng họ là người phải chịu thiệt thòi, thế nhưng dường như con giáp này cũng không quá tính toán. Tính cách có phần dễ dãi này khiến kẻ tiểu nhân cho rằng họ là những người dễ bắt nạt. Tuy nhiên, người tuổi Hợi có khả năng học hỏi rất nhanh, họ sẽ chẳng bao giờ mắc phải một cái bẫy hai lần.
Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý theo dõi video. Quý anh chị đừng tiếc 5 giây để like, comment và share cho bạn bè cùng xem nhé. Nếu có bất cứ băn khoăn hay thắc mắc gì cần phải giải đáp, quý anh chị và các bạn vui lòng ghi rõ, để lại ở phần bình luận phía dưới video. Ban biên tập chương trình sẽ hỗ trợ và giải đáp cho quý anh chị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc quý anh chị và các bạn luôn gặp nhiều may mắn và hanh thông. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.